Ngày nay trong thời đại mà công nghệ thông tin rất phát triển thì việc quản lý các phương tiện giao thông vận tải không còn là vấn đề phức tạp. Chỉ cần một chiếc máy tính là bạn có thể theo dõi toàn bộ lịch sử hành trình xe, giám sát được lượng nhiên liệu và toàn bộ tình trạng của hoạt động xe. Hơn 10 năm trong lĩnh vực thiết bị điện tử viễn thông, Ánh Dương là nhà cung cấp các sản phẩm định vị cho các hãng taxi lớn như Vinasun, MyLink, Sài Gòn Air, Mekong và hàng nghìn doanh nghiệp vận tải trên cả nước. Để có được một sản phẩm định vị có độ ổn định và chính xác cao như vậy, Ánh Dương đã lựa chọn những linh kiện tốt nhất, cùng với đó là những nỗ lực nghiên cứu, tối ưu phần cứng lẫn phần mềm. Vì vậy, sản phẩm Ánh Dương khi bán ra thị trường luôn là sự lựa chọn hàng đầu của các doanh nghiệp giao thông vận tải. Nhằm tối ưu hóa việc quản lý và giám sát các phương tiện vận tải một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất, Ánh Dương đã không ngừng cải tiến tính năng, cập nhật các công nghệ mới. Sản phẩm định vị Axon của công ty Ánh Dương hoạt động thông qua mạng di động Mobi hoặc Viettel, Vina và hệ thống định vị toàn cầu GPS. Phần mềm quản lý được tích hợp với bản đồ số Google Maps cùng hệ thống giao diện báo cáo hiện đại trực quan. Sản phẩm có nhiều tính năng nổi trội như giám sát hành trình theo thời gian thực. Toàn bộ các hoạt động của xe sẽ được định vị theo thời gian thực trên bản đồ số, giúp cho người dùng có thể giám sát mọi hoạt động của xe như tốc độ, quãng đường, thời gian đóng và mở cửa, tắt mở máy một cách chính xác. Không những thế, định vị Ánh Dương còn có chức năng cảnh báo tài xế khi phương tiện vượt quá tốc độ, vi phạm thời gian lái xe liên tục, giúp tài xế luôn ở trong trạng thái an toàn khi lái xe. Xem lại hành trình. Người sử dụng có thể xem lại hành trình xe với thời gian lưu trữ dữ liệu lên đến 12 tháng. Chỉ vài thao tác đơn giản là bạn có thể theo dõi hành trình xe đi đâu về đâu, tổng quãng đường, số lần dừng, thời gian dừng đổ của phương tiện. Hành trình của xe sẽ được thể hiện trực quan trên hệ thống bản đồ Google Maps, giúp bạn quan sát dễ dàng và nhanh chóng. Tính năng quản lý nhiên liệu từ xa với các báo cáo, thống kê mức nhiên liệu tiêu hao trên từng hành trình. Thông qua báo cáo này, người sử dụng có thể kiểm tra, giám sát các hành vi gian lận hay có thể dựa vào đây để lên kế hoạch về nhiên liệu cho hành trình xe. Định vị Ánh Dương với đầy đủ các tính năng và được sử dụng bởi những công nghệ hiện đại sẽ đáp ứng mọi nhu cầu giám sát quản lý các phương tiện giao thông vận tải. Viễn thông Ánh Dương rất hân hạnh được phục vụ quý khách.